Bất ngờ được hỏi chuyện ở chung nhà với Duyên Tuấn Kiệt, Puka nói gì? Trên TikTok đang đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ giữa các thánh lầy Vbit trong đó có Trường Giang, Xuân Nghị, Trương Thế Vinh, Duy Khánh, Puka, Jin Tuấn Kiệt, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện rôm giả. Trong lúc đang ăn, Xuân Nghị bỗng hỏi một câu chí mạng, ở nhà Jin với Puka có nấu ăn không? Nghe xong câu hỏi của Xuân Nghị, cả Puka và Duyên Tuấn Kiệt đều sững sờ. Không hỏi riêng, tự nhiên hỏi chung cả hai vậy trời. Ơi. Nghe xong câu hỏi của đàn em, Trường Giang ngồi cạnh trí biết cười trừ. Xuân Nghị nói tiếp, anh tưởng một cặp đôi ở chung nhà. Puka đỡ lời, có quen nhau đâu mà ở chung, anh sao vậy? Xuân Nghị thắc mắc, ủa đến giờ vẫn giấu coi như chưa nói gì. Cuộc trò chuyện này nhanh chóng thú sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy thích thú. Còn nhớ trước đây Puka từng chia sẻ về chuyện được ghép đôi cùng Jin Tuấn Kiệt. Mọi người cũng hay đẩy thuyền chúng tôi bảo là đẹp đôi này nọ. Thế nhưng dần theo thời gian, tôi thấy bình thường, đi đâu cũng thấy mọi người đẩy thuyền, mà thật ra đẩy thuyền với người đẹp trai nên tôi cũng hãnh diện. Không những thế, cả hai thường xuyên đăng ảnh mặc đồ đôi check-in chung một địa điểm. Dù không đứng chung một khung hình, netizen vẫn soi ra được điểm nghi vấn. Khi được hỏi đến thì Puka và Dinh Tuấn Kiệt cho biết cả hai chỉ là quan hệ bạn bè thân. Dù vậy, thuyền của cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu chìm, vẫn được người hâm mộ soi hin hẹn hò và ship mọi mặt trận.